Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Dừa Bếp của tụi mình nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món mứt dừa để ăn chơi. Thì nhà mình có mấy trái dừa ăn không có hết cơm các bạn, cho nên cạo ra làm mứt dừa luôn. Thì cái mứt dừa này thì mình sử dụng cái cơm dừa tương đối là dày chút xíu nha các bạn. Thì ở đây mình đã lấy sẵn hết rồi nè các bạn. Thì cái cơm dừa này các bạn có thể dễ dàng tìm mua ở ngoài chợ. Thì tụi ta các bạn có thể lấy được từ những trái dừa cứng cại chút á, hơn cứng cại chút. Thì mình sẽ cắt cơm dừa theo cái miếng vuông nha các bạn. Mình sẽ cắt hình vuông, tại vì bình thường nếu mà cắt thì bữa nay mình muốn đổi cho nó mới một chút, cho nên mình không có cắt cơm dừa sợi mà mình sẽ cắt vuông ra. Cơm dừa các bạn sau khi mà mình sắc xong á các bạn, thì mình sẽ cho vào mình ngâm trong cái nước phèn chua nha, để cho cái cơm dừa nó được trắng và nó còn giòn hơn chút nữa. Rồi tương tự các bạn hãy sắc hết cái chỗ cơm dừa này nha các bạn. Cái phần dừa mình đã ngâm nãy giờ nè các bạn, mình ngâm phèn chua khoảng 20 phút. Thì cái nước nó đục là do cái phần cơm dừa nó ra nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi xả cái chỗ cơm dừa này. Mình sẽ xả cái chỗ cơm dừa này khoảng tầm 3-4 nước gì đó, đến khi mà cái nước ngâm cái nước này nè các bạn. Các bạn nhận thấy cái nước nó trong á thì được. Thì mình ngâm phèn chua nãy giờ cũng được rồi. Cái cơm dừa mình nó trắng ra nhiều nè các bạn, có thấy không? Giờ mình sẽ đi xả chỗ này là mình ướp đường nha các bạn. Thì cái phần cơm dừa sau khi mà mình đã rửa sạch rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình mang mình đi ướp đường nha các bạn. Thì ở đây mình đã có 400g cơm dừa đó các bạn. Thì với 400g cơm dừa mình sẽ ướp vào đây khoảng 200g đường cát nha. Và khoảng tầm 30ml sữa không đường nha các bạn, sữa tươi á. Rồi thì bây giờ mình sẽ trộn đều cái chỗ dừa, đường với sữa lên. Và mình sẽ để cho nó thấm đường trong vòng 2 tiếng đồng hồ trước khi mình đem đi sên nha các bạn. Thì trường hợp mà nếu mà các bạn không thích làm cái mứt dừa mà có cái màu trắng không, nhìn nó đơn điệu các bạn, thì mình có thể thêm tạo màu cho nó cũng được các bạn. Thì mình có một tí sữa vào cho cái mứt dừa mình nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ để đây khoảng 2 tiếng sau, 2-3 tiếng gì đó, mình sẽ quay lại để mình sên cái mứt dừa này nha các bạn. Thì cái chỗ cơm dừa của mình nè các bạn, thì sau 2 tiếng đồng hồ nó cũng ra một mớ nước nè. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình đem đi sên cho cái chỗ cơm dừa này nó khô lại nha các bạn. Và mình sẽ sên cái chỗ cơm dừa này với lửa nhỏ nha các bạn. Để lửa lớn quá thì nó sẽ bị cháy trước khi nó khô. Mình sẽ sên cho đến khi mà nó cái phần nước sữa với đường nè nó hút ngược trở vô hết mấy cái miếng dừa. Thì nãy giờ mình sên nó đã được 15 phút rồi nè các bạn. Thì cái phần nước đường với sữa của mình nó đã sệt là hết rồi nè. Thì mình sẽ tiếp tục mình làm cái chỗ này khoảng tầm khoảng 10 đến 15 phút nữa. Mình nghĩ là khoảng tầm 10 phút nữa nó sẽ khô hết. Thì lúc đó mình sẽ mang ra để mình review cái món mứt dừa này cho các bạn xem nha các bạn. Thì lúc này thì mình cần phải đứng đây để mình trở cho nó đều nha các bạn. Mình sơ ý cái là nó sẽ bị cháy và nó hư cái mẻ mứt của mình. Tại vì ở đây nó nhiều đường cho nên nó rất là dễ bị cháy. Và mình để lửa rất là nhỏ luôn đó các bạn. Thì mình đã sên cái phần cơm dừa này đến khi mà nó khô vậy là được nha các bạn. Khi mà đường nó khô rồi, các tinh thể đường nó bám lên cái miếng dừa của mình hết rồi. Thì bây giờ mình tắt bếp và mình để cho nó nguội nha các bạn. Sau đó thì ngày mai mình sẽ đem đi phơi qua một nắng từ sáng tới chiều để cho nó khô hẳn luôn các bạn. Thì lúc đó mình sẽ bảo quản được cái chỗ mứt dừa của mình nó lâu hơn. Rồi nó đã khô lắm rồi nè các bạn, nó thành cục hết rồi. Ngày mai mình sẽ mang đi phơi một cái nữa là được. Trong lúc mà đi phơi mình sẽ làm cho nó tơi ra. Rồi đó các bạn, thì đây là cái phần mứt dừa sau khi mình đã phơi được một ngày từ sáng tới chiều nè các bạn. Nó rất là khô luôn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng coi nó ngon hay không nha các bạn. Rồi đây, xin mời các bạn nha.
Ăn mứt dừa giờ này là mình nhớ tới Tết, với mặc dù chưa tới Tết. Nó không có cứng, nó dai dai dẻo dẻo các bạn. Cái loại mứt dừa này ăn ngon. Thì nếu mứt dừa này, nếu mà các bạn mà mình chưa có sử dụng hết liền các bạn, thì mình sẽ cho vào trong hũ và mình cất nha các bạn. Thì để sử dụng từ từ thì mình bảo quản được cũng lâu á. Nếu mà các bạn có thời gian, các bạn hãy thử làm cái món mứt dừa này với mình cho vui nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình. Nếu các bạn thích video clip này, các bạn hãy share video này để cho mọi người cùng share giúp mình luôn nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của tụi mình.